Hello, xin chào. Xe đúng không vậy? Giờ giống như xe chở hàng vậy đó. Như lời hứa hẹn nha mọi người. Giờ đang mình đang trên đường, đi qua Đắk Nông, đi Hồ Tà Đùng. Trước thì nghe đồn là hôm nay mới làm được sáng rồi. Những ngày trước thì nghe đồn là ở trên này vừa mưa vừa lạnh, nhưng mà ngày hôm nay thì tình hình là như mọi người thấy là nắng ấm đẹp. Bây giờ thì mình quay nguyên cái đoạn định live stream á, nhưng mà mất sóng á, phải đi cái đường đèo này nó hơi quải, hơi chóng mặt, cho nên là mình quyết định là mình sẽ quay cho mọi người, quay để tối dựng đến khác. Đó, tình trạng là đường rất là xấu, đất rất là đỏ nha mọi người, đất đỏ che đỏ chét thôi. Giờ mình bớt nói lại để mình quay đằng trước này. Nói chung là rời nó sự cố nhỏ nhỏ, mụ chim mụ cao mê gái. Đây, hậu quả của mụ là mụ tán cái ức cái đồng vô cái kính, bay cái kính xuống, bay cái mặt kính luôn mọi người. Xong rồi mình phải rút cái dây khẩu trang đó, chứ không phải dây thun quần đâu, rút dây khẩu trang câu đỡ nó đi, chứ tại vì sợ nó ực cái kính xuống rớt vỡ. Khổ, khổ cho mấy mẹ chim mê gái. Đây là đoạn đường đi từ Di Linh qua địa phận của Lâm Đồng, đi qua Tà Đùng. Đây, mình đã xét sẵn cái bản đồ xe này này, cái đường thấy gớm không, đi chen như cái đường mà mình đi Hoàng Su Phi á, nhìn như cái chuột mèo vậy. Gà chứ quên. Nói chung là cây cối xanh tươi đẹp đẽ, có thứ rồi có thứ mình ghét thôi, là đất quá đỏ đi. Nhưng hồi cũng không dám thăng tiền, tại cái khu đó là khu đất đỏ mà. Vậy thôi, cái cối xanh tươi đẹp đẽ, khu này đẹp quá, nãy cái đoạn đường này thì ghê lắm. Nên thôi không quay, được cái nào đẹp đẹp quay cho mọi người du lịch qua YouTube nha. Thì nếu mà muốn đi từ, nếu mà từ Sài Gòn mà mọi người muốn đi qua Tà Đùng á, thì phải đi cái đường lên Đà Lạt á, xong rồi tới ngang Di Linh trái, tới ngay thị trấn Di Linh á, ngay trung tâm hành chính luôn trái. Trời ơi, hôm nay là một buổi chiều nắng rất là đẹp, tuy chói nhưng mà cũng rất là đẹp, nắng là đẹp à. Đã chứ bộ, nhưng mà không biết cái này quay có bị rung không ta. Chưa bao giờ đi Tà Đùng hết á, cho nên là chuyến này
tránh mấy cái comment vô chửi, trời ơi dịch giả mà đi lung tung, ăn là bị chửi hoài. Công nhận trời trong nắng đẹp quá. Sẽ lại chuyển qua đằng trước, giống như hệt đường đi Tây Bắc luôn á mọi người. Ôi mình yêu cái cụm mây trên kia quá đi à. Thấy không, thấy không, xuất sắc. Má ơi, nói thiệt với mọi người là em nó đang trong tâm trạng là gần say xe rồi đó, gần lạc lì lạc lội rồi, nhưng mà cũng chơi luôn. Trời ơi mây đẹp quá, mây đẹp cách nó nhìn nhìn thấy nó như giả luôn quá trời. Mọi người cũng rối loạn tiền đình theo á, nói thiệt với mọi người, với nó nhảy cốc 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 vậy.
bạn tẩy rửa giày luôn á, mà các bạn lười mang về Sài Gòn tẩy là đất đỏ sẽ mãi mãi in dấu lên đôi giày nhá, mà không bao giờ ra đâu, rất là sợ. Cho nên là mình thì hay mang giày trắng á, cho nên là dính đất đỏ đâu là tới khăn lông, sợ sợ đất đỏ lắm. Nhưng mà được cái đất đỏ nó ăn á, nó ăn ghê lắm mọi người, có thể trà sạch ra xong cái màu đó nó vẫn bám ghê gớm thật sự đó. Bởi vậy hồi xưa mình thấy cái thời nhỏ nhỏ thấy mọi người sơn nhà xong rồi cái không có màu á, xong đi tìm mấy cục đất á, trộn lóng trộn vô á để pha á. Bây giờ thì mình mới hiểu tại làm sao đó là những cái màu rất chi là thiên nhiên. Cái đường đi qua bên này thì mát mẻ, nhiệt độ không có lạnh như ở Đà Lạt, mát mẻ. Mình bị chiếm vậy là tại vì mình nghi nó lạnh thôi, mình nghĩ nó lạnh thôi, cho nên là mình vẫn phải chiếm, nhưng mà giờ là thấy hơi nóng nóng rồi đó. Ôi những con đường đất đỏ này, không dám quay chắc đồn nó xe quăng đùm vướng quá. Hồi sáng cái quần của mình nó không có rách dữ vậy đâu. Hồi sáng mình ôm con chó thấy là nó âu yếm dụi đầu vào cái lỗ quần rách, thế nó tẹt thêm cho ông nóng nữa, rách luôn. Chơi ghê không, lội qua kia là nhà đó. Ui thật là dễ thương ghê, mình cũng lội. Mọi người đang chuẩn bị xuống đồ để quay. Ai à, bây giờ mình sẽ quay nhóm mình thôi. Nhiều nhóm lắm, có 3 nhóm lận. Bây giờ mình sẽ qua nhóm của mình làm việc thôi ha. Qua này đi. Mình đã rất là tài năng, mình đã tự chỉnh khớp cho cái gương vô rồi. Trời ơi, ta đang quay xong chổng chảo vô đây. Trời ơi, vali tím mới chịu hả Khang? Vali của em. Cái gì? Đây con gì thế? Con này là cái gì? Giới thiệu tí nào. It's a pie, hi. Không quay rò. Rò à? Cái này lắp vào dây. Nó... đây là phụ yêu con khùng đó đây. Cái này anh biết Win ra đây gì? Win hay. Anh có lấy mũ không? Mũ anh đi ghế sau. Đây, cháu ở đây. Ông Thâu, ông này là ông Thâu nha. Đẹp lắp bịt nha. Đó. Mặt
thử hầm hố két đó thôi. À, tìm hố hầm hố. Giờ chị làm hình để cho nó bé không? Nhưng mà còn bé này nó lỏng, mà to nó lỏng. Không giống cái của anh ngày xưa, cái anh gì to hơn. Cái của anh đấy. Cái là chứng minh. Không bám này á, mày làm nó trời. Hổ gì vậy? Hổ kính nâu à? À, còn cái SD nữa, trên cái ấy. Tạm ơi, ôi dồi. Thật là đi qua xảo cá. Chuyên gì nha. Con này là xịn nhất Việt Nam đấy. Nó bóng thì khó gì đó. Đúng giờ thôi. Tắt đi hết rồi. Hả? Nói chung là hôm nay là một buổi chiều nắng đẹp. Mình đi ra đây mình ngồi me bả nha mọi người. Đây bà nội đó đây đó. Tiền gấu đó. Trời ơi, bạn nào mà sắm cái vali màu tím dễ thương vậy. Trời ơi, mới vừa vỡ sống đó. Dịu dàng dễ sợ luôn á. Thao đó. Cho mới cười hé hé bảo vali của vợ em. Trời ơi. Hả? Có cơ quay ban lên trời 24 fan hay cái gì không? Không kìa. Không kịp. Mà một cái xẹt mà không kịp. Đó, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đi. Lên đi, lên đã coi đã. Lên đi. Lên nữa. Tức lại cho nó đỡ chói. Ủa ông Thao mùa dịch thì sao bụng cũng tầm ẩm lên vậy? Hả? Đây ngoài lóc á. Để mình đi kiếm kiếm bụi chim nữa, mình muốn làm cái gì? Vậy đó hả? Nhất định không chui ra ngồi đây hả? Cái nước anh quen nước quen. Mình là hơi bị rảnh. Giờ mình sẽ đi lưng thân mình chơi thôi mọi người. À, không khí ở đây khá dễ chịu. Mình thì không thả con trai đâu. Tại vì cái chỗ lạ. Không phải là mình sợ. Mà mình sợ. Mình sợ là mình đi lung tung rồi lỡ mình đang mang rồi mình đang lắc mè chết. Cho nên mình sẽ không có đi tùm lum. Mình sẽ không thả con trai. Mình đi tùm lum nhưng mình sẽ không thả con trai. Trời ơi, nó sướng quá, có ai can mình không. Nước rất là trong nha. Nước siêu trong luôn, siêu đẹp luôn á. À, sương sương là vậy á. Để mình sợ cầm. Đây là một bạn già. Không có già. Mình chưa già. Mọi người thấy quen không? Mọi người thấy mặt này quen không? Vậy mà già thì đúng không?
mở kính lên nha mọi người, phim ngưỡng mang mặt. Hello, mình nhận ra ai không mọi người? Chắc chắn là nhiều người nhận ra lắm. Cho nên không có kêu tên bả. Chiều nay mình quay ở đây, mai mình quay ở đâu? Mai mình quay ở đâu? Núi lửa hả? Mai đi đóng núi lửa. Núi lửa ơi, mai tao quay núi lửa. Núi lửa nhưng mà không có thằng núi lửa. Mọi người biết sao không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái khu du lịch Tà Đùng ha. Thì cái khu du lịch Tà Đùng này thì người ta được ví như là Hạ Long trên cao. Nói chung là mình đã đi Hạ Long rồi. Thì tí nữa mình sẽ check lại cái hình bay flycam để xem thử là như thế nào. Nhưng mà nếu mà nó ví von như vậy thì có thể nói là nó có một cái vẻ đẹp gọi là xem hả? 1910 đúng không? À, tôi được khoan đừng. Dễ thương quá, để mình quay cho mọi người coi. Mấy em nhỏ đang đánh cá nè. Có cá không? Dạ. Ngồi đây câu luôn hả? Trời ơi, nè, tôi câu xong thì để đây vậy thôi hả? Không sâu lại hả? Không thủ nè. Dạ, bỏ nó vô, nhảy tạc tạc vậy, cứ vậy, cứ vậy. Không nói gì. Dân tộc gì ta ở đây tộc gì nhiều lắm, cái mấy tỉnh này 40 dân tộc đông á, 4 triệu dân tộc, nhóm gọi là nhóm bản địa từ xưa là Mơ Nông, chỗ này đất cao nguyên Mơ Nông mà. Mơ Nông tám nha mọi người, mình muốn chín 48 nhá. Trời ơi, nó hoàng vô, nó câu xong rồi nó vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, vậy thôi bỏ xuống cho con ta bơi đi trời. Nó bỏ xuống nó khóc quá. Vậy hả? Sao nó chửi tôi thôi hả? Ấu, 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 ấu. Nó câu một thủ bự. Trời ơi. Nhưng mà nó không bỏ vô mà. Trời ơi, má tội nghiệp vậy sợ vậy. Tội quá, xin lỗi tôi bay. Cái gì mấy ông nhỏ kìa, đó. Chị chì ăn câu chơi vậy đó. Có con nào bự hơn không? Ủa mà mình nói nó hiểu không ta? Hiểu hả? Mình hiểu sơ sơ sương sương chứ. Mình tiếp tục giới thiệu về cái hồ Tà Đùng này ha. Thì mọi người biết thì mình không có thích so sánh cái vẻ đẹp của một cái nơi này với một cái nơi khác. Ví dụ như là Tà Đùng là Tà Đùng, họ nói là Hạ Long thu bé hay là Paris thu bé gì mình cũng thích. Nói chung mỗi nơi dù lớn dù nhỏ thì nó sẽ có những cái nét đặc trưng riêng. Như mọi người biết thì ở đây thì có rất là nhiều dân tộc bản địa ở trên cái vùng Đắk Nông, Đắk Lắk. Cái này thì người ta kêu là những ngọn đồi thì giống như là những cái hòn đảo ngọc được kiến tạo từ đất đỏ Mazan. Cái loại đất mà mình ghét nhất đó mọi người đó. Thì đi Tà Đùng thì mùa nào đẹp nhất? Thì bạn đi Tà Đùng thì cái kiểu khí hậu đặc trưng của vùng núi thì mỗi năm nó sẽ chia thành hai cái mùa. Thì mùa mưa nó sẽ bắt đầu từ tháng 5 cho tới tháng 10, và tiếp đến mùa khô thì tháng 11 đến tháng 4 sau. Thì đây là mình đang đi lên đây, đây đúng là cái mùa khô ha. Cái mùa khô là cái mùa mà để khuyến khích để các bạn đi du lịch. Mình nghe nói là tới với Tà Đùng thì cuối tuần sẽ có chợ phiên, nhưng mà mình thì mình vẫn thích cái chợ phiên vùng Tây Bắc cho nên mình sẽ không đi chợ phiên ở đây đó. Mình nghĩ rằng là cái gì mà nó phải đặc trưng và nó phải đặc biệt riêng á, mình không có thích nó cứ tương tự nhau á, cho nên nếu mà có ở đây đi nữa thì mình cũng sẽ không đi. Bạn thấy sau lưng mình là hồ Tà Đùng á, mình đang đứng sát ở cái giống như là phía cuối hồ luôn. Nó có cái đường đi vào nhỏ, rất là nhỏ. Phía sau lưng mình là một cái ốc đảo vậy đó. Đó, các bạn lội nước các bạn sẽ qua được cái nhà mình đó nha. Đó, cái đảo đó. À, anh Trường đang quay. Mình thì đang đi vòng vòng để nó dốc. Lo quá quá nên không có kịp. Xong chưa thấy pin hả? Không phải nữa. Không, pin nó khác nên là cái nghe phone pin nó rộng mà đúng không?
không còn lên nóc nữa. Không thì lái đua theo cũng được nữa. Sao vậy? Ta thun mũi lại vậy? Vì chạy lên chỗ khác đúng không? Cái chân đỉnh xem thế nào. Nói chung là mình sẽ làm sương sương khúc ở dưới này thôi ha mọi người. Bây giờ thì phải dời để đi tới một cái điểm khác. Tại điểm này không giống như mong muốn của anh Trường, cho nên bây giờ phải đi thôi. Bye bye các bạn. Nên khi mình quay clip khác nha. Giờ mà lấy này rồi, tí nữa mình quay mình ngồi mình up lên cho mọi người coi, cho ý là cho nó nóng.